đoàn Lao động huyện Nghi Xuân vừa tổ chức công bố quyết định thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì và thiết bị y tế Quang Huy, tổ chức đại hội công đoàn cơ sở công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2028. Tham dự có trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Huy có trụ sở đóng tại khu công nghiệp thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Công ty hoạt động trên lĩnh vực sản xuất bao bì và thiết bị y tế với tổng nguồn vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Hiện tại công ty có 50 lao động làm việc thường xuyên. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao đề nghị ban chấp hành công đoàn của công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp với ban giám đốc và vận động đoàn viên ra sức thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh, góp phần xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động.